Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng Việt quất từ hạt Việt quất. Cái movie lần trước mình có chia sẻ cách mà mình tự lấy hạt giống Việt quất. Thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trồng cây Việt quất từ cái hạt giống mà mình lấy được. Thì mình có hai cách để trồng Việt quất. Thì mình chia sẻ thì các bạn bạn nào thích cách nào thì mình tận dụng cách đó, tùy theo mỗi người thích một cách khác nhau ha. Thì hôm nay mình có hai cách mình xin chia sẻ ha. Thì bây giờ mình xin chia sẻ cách thứ nhất. Thì hôm trước là mình đã có chia sẻ cách lấy hạt giống Việt quất rồi ha. Thì sau khi mình có hạt giống Việt quất rồi đây là hạt giống Việt quất các bạn. Thì sau khi mình có hạt giống rồi ha, thì mình cần bất cứ cái hộp gì mà trong gia đình mình có thể tận dụng mà có nắp các bạn ha. Bất cứ cái gì cũng được, chẳng hạn như cái ly có nắp hoặc là bằng miếng, bằng nhựa, bằng bất cứ cái gì mà các bạn có thể tận dụng ha. Mình cần cái đồ có nắp như thế này. Mình cần cái bất cứ cái gì mà có nắp ha. Và mình cần giấy nhà bếp hoặc khăn giấy hoặc là bông gòn hoặc là khăn mùng. Nói chung là loại nào mà các bạn có thể tận dụng trong gia đình ha. Mà nhưng mà loại sạch ha. Thì sau khi mình có cái này, mình để vào trong cái hộp. Mình để vào trong cái hộp này, mình lót cho nó nằm xuống dưới đáy của cái hộp ha. Đấy, rồi các bạn xịt nước vào. Mình xịt nước vào cho nó ướt, nhưng mà các bạn làm cho nó ướt, ướt cũng vừa phải thôi, đừng có làm nó quá ướt. Sau khi mà các bạn xịt nước xong, các bạn nên chổng cái hộp xuống để cho nước nó nhiễu ra. Nếu như mà nước nó nhiễu, nó không còn nhiễu nữa, có nghĩa là nó đủ độ ướt, nó không quá ướt cũng không quá khô ha. Sau khi mà mình để vô như vậy thì các bạn sẽ thấy cái hộp nó có cái hộp có giấy ướt như thế này ha. Thì mình sẽ thả cái hạt giống Việt quất vào trong cái hộp này. Mình lấy ví dụ như cái hình bên đây. Đây là hạt giống Việt quất mình đã thả vào. Đây, xin lỗi. Đây là hạt giống Việt quất mình đã thả vào đây ha. Thì sau khi mình thả hạt giống Việt quất vào như thế này thì mình sẽ đậy cái nắp lại ha các bạn. Mình đậy cái nắp lại như thế này. Và mình để cái hộp này vào chỗ nào có bóng tối ha. Mình để cho bóng tối thì mình có thời gian thì mỗi ngày mình dỡ ra mình kiểm tra, hoặc là không có thời gian thì 2 ngày cũng được, nhưng mà đừng để quá lâu bởi vì các bạn phải dỡ ra kiểm tra coi độ tiến triển của nó như thế nào. Và nhiều khi mình dỡ hộp ra như thế này thì cũng có không khí cho cái không khí vô đó, giống như là có cái oxy cho nó, cho cái hạt nó thở vậy đó. Cây cối cũng cần thở oxy nữa ha. Thì đó, mình để như thế này trong bóng tối, mình dỡ ra mình kiểm tra. Khi nào mình thấy cây Việt quất ra mọc ra rồi thì các bạn tùy theo các bạn thích mọc cây Việt quất mọc ra dài cỡ nào thì mình trồng xuống. Mình có thể mang trồng vô trong chậu hoặc là trồng ra ngoài vườn. Thì đây là cách thứ nhất mà mình chia sẻ với các bạn cách ươm hạt giống Việt quất. Cách này cũng rất là nhanh, bởi vì sao, khi các bạn làm như thế này thì cái độ ẩm của nó, các bạn thấy trong cái nắp không, các bạn thấy cái nắp nè, thấy có hơi nước nằm trên đây không? Bởi vì khi các bạn bỏ vào trong cái hộp như thế này thì thứ nhất là cái giấy nó lúc nào nó cũng có ướt, cũng được có cái độ ẩm, và cái hơi nước nó cũng bốc như thế này thì lúc nào nó cũng có độ ẩm, thì nên nó rất là mau mọc ha. Thì đây là cách thứ nhất mà mình chia sẻ với các bạn. Mình mong các bạn thích cách này, và khi các bạn làm, mình mong các bạn thành công và có cây Việt quất của riêng mình để mình có Việt quất sử dụng ha. Cảm ơn các bạn nhiều đã xem video của mình. Mong các bạn bấm like mình và bấm chia sẻ.
Và bạn nào chưa đăng ký thì sẽ mong các bạn cũng đăng ký kênh của mình luôn, để có những movie nào mới thì các bạn cũng tiện theo dõi, biết đâu có những cái mà mình thích và mình cần thiết sau này. Khi các bạn làm á thì mong các bạn thành công ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Xin chào, xin hẹn gặp lại. Bye. Xin lỗi. Bây giờ mình mong các bạn sẽ đón xem cách thứ hai cái movie sau. Thì mình sẽ làm cách thứ hai ở cái movie sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.